Thôi. Vô đi ngồi. Thôi. Đứt tay. Đứt tay. Lấy cái gì tổng đứt tay. Đứt tay. Vô nhà đi con. Đi theo mẹ vô nhà đi con. Dính nó lại. Để từ. Ai là nhập vô bé Chiến. Rồi đó. Hồi đó ông làm thầy pháp ông bắt con ma bắt quỷ ông nhốt vô. Trời. Cái gì? Dạ, em Hồng Cao Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì em đã quay trở lại nhà của bé Chiến, một cô bé 19 tuổi rất là xinh đẹp nhưng có những cái biểu hiện kỳ lạ của chú chị. Nhiều đồn đoán thông tin đưa rằng là bé vì xăm mình cho nên phải mắc những cái chứng bệnh lạ này, và có nhiều thông tin theo Hồng Cao được biết là ở sớm này nói là nhà của bé Chiến cất trên một cái lãnh địa, gọi là một cái ao, một cái nơi mà trước kia một vị thầy pháp nào đó đã từng trấn yểm trên cái ngôi nhà này. Liệu rằng cái ngôi nhà của hai mẹ con bé Chiến ở có ảnh hưởng đến tâm lý hay là một phần nào về cái căn bệnh của bé Chiến hay không? Và bây giờ mời cô chú anh chị cùng với Hồng Cao Vlog vào bên trong để xem xét tình hình thực hư cái ngôi nhà của bé Chiến đang ở có ảnh hưởng gì về cái căn bệnh của bé Chiến hiện nay. Dạ, mời cô chú anh chị ạ. Vô đi cho biết mặt ba nó luôn. Ba nó còn sống quậy lắm, bởi vì chết cũng quậy lắm. Quậy gì? Chết mà quậy gì nữa. À vậy hả? Quậy gì? Rồi ngoại đi dẫn tụi con vô trong. Cô chú anh chị thì mấy anh em. Ủa chị đi sao vậy? Chị. Dạ. Mấy anh em chia sẻ cũng rất là nhiều clip mà không có biết cái nhà chỗ hai mẹ con bé Chiến ở. Ở trước là cái nhà là ở đậu người ta, cô chú anh chị. Dạ. Đi vô con, vô nhà con. Đi đây, đừng ghé, đừng phá. Ôi là mình đi bắt đi lòn ra đây hả cô chú anh chị? Đi nhờ trong nhà bếp. Cái nhà bếp cho nó làm cái gì đi. Ở trên nhà cái hầm luôn. Ở đây cái địa hả chị, dưới này là địa hả? Ở trong này nó buôn bán không có đường đẩy xe đồ ra. Cái gì, cúp điện hả? Cúp điện rồi ngoại. Đừng có phá. Tỷ ngủ không có nguồn cuốn gì hết trơn. Ở đây là ba con bé Chiến. Ở đây là trên cái địa luôn đó chú chị. Ba cái chị nhang dục trong lỏng cho ba. Vô biết đốt nhang. Đốt nhang cho ba rồi chứ. Đốt nhang lo niệm Phật nè, lo có kiến. Nhang còn có kiến. Mấy cái này cũng chạy cửa đi luôn trời. Cái này kỳ quá, đi ra. Đi ra ngoài đi tỷ. Đi ra tôi quay cho một đoạn. Đi ra. Hàm quay, nó thấy quay nó hàm quá. Chiến vừa khấn giấy ai đó Chiến? Ba con. Ba con hả? Ba con hình đâu? Hình ba con đâu? Hình ba này đâu? Hình ba con đâu? Ngại lấy hình ba nó, hình anh nó ôm, mình ôm giờ giấu tấm hình cũng chết luôn. Là suốt ngày chỉ lấy hình của ba. Ê, với anh. Ê, con để lại. Sao xây mặt sao vô? Sao xây vô vậy? Ê, đừng gỡ ra, đừng phá. Đứt tay. Lấy cái gì tổng đứt tay. Ê, thôi. Có cái gì trong đó kìa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đi đâu vậy? Chạy theo, chạy Chiến. Theo. Ông chạy theo, nắm nó lại tư. Từ. Đứng lại với chú nè, đi vô nhà. Đi vô nhà. Cái gì vậy? Cái này cái gì? Cái miếng giấy khung mà đâu có gì đâu con. Nhưng mà tại sao đi nhà làm thích luôn? Nó không chịu trong đây hả chị? Đem vô con, để ba con nghe.
vô đây cái xong rồi vô đây có đó. Cái điều gì vậy đó. Khiến bé không chịu. Xong rồi nữa không nó lại nó lột cái hình phải hết. Dạ. Đóng cửa lại không cho đi ra luôn đó. Con Yến con ngồi lên giạc với chú đi. Con dạ. Ngồi đây đi. Ông không cứ kịch kịch dạ, đi. Vô đây có. Rồi nhưng mà dạ, thấy nó bình thường có Phật nhưng có con quyền vô đây sợ tự nhiên trở chứng bất tử gì. Đâu đưa tấm giấy cho chú ơi, lấy tấm giấy ra coi. Cái này cái gì trong đây chỉ chú coi cái này chứ cái gì trong đây gì? Giấy gì vậy? Cái này cái gì nói chú nghe được không? Đọc, đọc, đọc cho chú nghe coi. Khung nờ. Mà cái này cái gì vậy con? Ai, con đọc cho chú nghe coi. Đọc. Chị sao chị ngồi đây nó đọc à. Mà chợ chị về tối rồi chị đâu có biết đâu. Dạ. Về cái tấm hình ông lấy ông để xuống đây luôn nè. Rồi đi ra người ta để mà sắp xuống. Ủa vậy là tấm hình ông tự bay xuống đây. Ờ. À, con có tin không? Là chị, tự nhiên nó rớt hay sao? Chị mới tin đó. Nó đang quậy nó về bên đây nè. Nằm mà kiểu mà phải gớt thì úp xuống phải không? Cái này lật ngửa lên mà để ra người ta lấy xuống luôn rồi hộp kem của chị hay lấy dấu luôn kẹt luôn chị kiếm được. Trời chị nói mình nổi ốc luôn. Ờ bởi vậy giờ ha chị em nói. Nhưng mà tại sao bây giờ em khó hiểu cái lật bé xíu vừa lúc nha nó quậy là sao em hiểu luôn. Chị cũng không biết luôn. Là kỳ chị đi về đám của con cháu chị hay là chị thấy nhỏ này nó bệnh mà mắt nó lòi ra như là mắt bò vậy đó. Yeah. Rồi sáng nhỏ này bệnh là chị thấy là thấy ổng đó, ổng bị xe đụng, ổng chết quang đó chứ đâu phải mà. Yeah. À. Chị làm em quýu nhưng gắn mít không được luôn á. Bởi nhiều khi khiến làm chị sợ lắm. Chú cho cháu chú vậy đó. Hồi lần cái đèn chớp mà gắn trên cái hình luôn rồi cái chậu mai mà thứ bằng mũ á lấy để xuống luôn, y gan người ta lấy mà để xuống luôn. Nhưng mà là nhà có ai không? Không, không có ai trên. Là đóng cửa lúc mà. Lúc mới mắc á là đâu không mấy tháng gì đó. Lúc mà mở cửa mã ông đi rung rinh nhà này luôn. Ghê trời. Tin không? Mà ai đi mới được chứ mà chị nói ổng đi mà đâu ổng. Bữa mở cửa mã tối rồi á. Dạ. Nhỏ em nó nghe luôn, nhỏ em ngủ chị nó nói đi rung rinh nhà. Hả? Xe đụng. Tai nạn, mấy cái tai nạn. Lúc bao nhiêu tuổi chị? 38 lúc mà cái kiểu mà như ổng qua ổng đòi tiền ta đó. Ổng mặn ổng đòi tiền ổng cự lộn người ta giục nó quýnh ổng. Nó về nó la nó đi. Tỷ. Nó nạp lên con này. Tỷ thằng tỷ này nghe mày á. Sao mày? Để điện đài lum tà la. Tức là là gắn điện này nó không cho nó. Là ai là nhập vô bé Bùi Xuyến. Ba cha đó. Trời ơi. Tôi cũng nó hút trên tôi cái gì. Xuyến cho chú xin phép đốt cho ba con cây nhang nghe. Là bữa là đám giỗ là ba mẹ thằng này về ngủ đây nè. Ai? Tự nhiên làm nói hốc chân cô chú anh chị. Cái bữa mà đám giỗ ông ngoại này ba mẹ nhỏ này về đây ngủ là nó không cho ngủ là nó nhập vô nhỏ này là quậy bữa đám giỗ tới nay luôn. Chị biết luôn là cũng như không cho qua đây lúc ổng còn sống ổng gì nè ổng ghét ai lại đây ấy đó mà không. Nên xin phép vô nhà xin phép nó giờ cho ngốc kêu chơi đó. Thì chứ là nổi ốc nãy giờ luôn á. Nhà cô ổng không cho ai đi vô chứ. Ảnh tin bữa đến cắt cái nhà lại có xin phép không? Có giá vàng. Thầy à. Cắt cái này là đếp hết cái nhà này gì cái nhà sập rồi hay người gì nằm gì giá gì nó quan ơi con có linh thiêng á con độ cho mẹ. Ổng hồi còn sống cũng vậy nữa. Bằng cho có tiền có bạc nên sửa nhà sửa cửa chứ thôi xuống hồ mẹ không biết làm sao mẹ lôi cái nhà lên nổi. Dạ. Nói vậy có 3 ngày là có tin đếm cho cái nhà đó. Dạ. Lúc ông còn ổng còn sống ổng cũng không có dắt ai về nhà nhậu chứ ông đi nhậu ngoài không mình đốt luôn hai cây có củ quyền trong nhà nữa giá gia cho thằng này nó ở bên đây giá nãy bé nó thọc tay vô mà sợ đứt tay không á đi đâu còn con ngồi đó con cứ ngồi đó cho chú đi ở được mà nó còn gầy nó nói mày gắn điện đồ tùm lum nhà cửa hết trơn nhân tỷ mày tới số mày nè rõ ràng nè điện ô điện chìm nè ảnh tên gì cô Trần Văn Quang nó Nam mô gì đó, Nam mô gì đó. À, hôm nay tụi em tới đây thì cũng có ý muốn giúp đỡ cho mẹ con của bé Xuyến. Mong anh xin cho phép mấy anh em vô đây ghi hình cũng như là độ cho bé Xuyến được nhiều của chú anh chị giúp đỡ để đưa đi trị bệnh. Hoặc là anh sống phong đất thiên thì phù hộ cho bé nó mau hết bệnh. Với chân mình của ba mày mày lấy nó mất tiêu giờ tao nhức đầu quá chứ ngay. Ủa là mấy chân nhang này là dính dính nó lại. Để từ. Đi vô vô đi lại ba với chú. Ông nội bà nội với ba con. Cái gì mà rất lập đập. Giày dép của nó đó. Đi lại ba con nói ba tha lỗi cho con.
Thôi. Không có đụng vô mấy cái món này của em rồi. Xin lỗi trước cô với chị Diễm, như là bé Xuyến nó có vấn đề gì không? Nó không chịu ở trong này. Cái nhà này sao rồi, thôi cưng. Lúc mà anh đến cắt anh có coi ngày tháng gì không cô? Con cưng ngồi cho nó đây, Xuyến ngồi. Có chị cắt bữa gầm tháng 5 hay gì đó. Mà hồi cắt cái nhà này nè, chị bệnh, nó bệnh luôn mà không biết có ai yếm nhà này không, chị không biết. Bởi vì phải cắt cái nhà lên, phải không thủy tên tuổi đàng hoàng mình mới dựng bên nhà lên chứ. Đúng rồi. Nhưng mà mấy bên đồng đạo khi người ta không có coi nhà. Người ta không biết. Mình không có coi ngày, có tháng gì hết, coi nhà nào. Hồi nãy ông nãy em ru mà vô đây mấy xíu. Vô đây nãy giờ đúng là bình thường, mấy nay mình lại mấy lần trước rồi có người đông. Đó thì cái bữa cắt nhà rồi hai mẹ con bệnh luôn. Chị ra Biên Hòa luôn đó, là chị cũng như điên luôn vậy. Chị qua bên phía bên đây này. Cũng như là cái đầu chị không có nhớ cái gì hết, như tiền là muốn có tiền là muốn đưa cho người ta hết vậy đó, cũng như là điên loạn vậy đó, cũng như không có nhớ cái gì chứ. Chị bước vô nhà chị cũng bực bội. Mình cắt cái nhà lên mới hiểu, nó phải mình thấy coi cho đàng hoàng kỹ càng chút mình mới dựng lên được. Cái gì vậy? Nhưng làm hết hồn vậy. Mà nói gì cắt nhà mà nãy giờ vô đây nè. Em là em lì lắm đó cô chú anh chị, nhưng mà nãy giờ cũng bé Xuyến nó làm mình cũng nổi ốc luôn. Nhiều khi nó làm em dắt nó vô đây cũng làm cũng đái quần. Có hai mẹ con mà vô đây. Bởi vì hôm dắt nó vô cái nó rút chân hương nó dục hết trơn. Nhưng mà chị ở bên đây gần thì trưa thì dân giỏng sao trong sao có gì ngủ. Con chỉ là sợ hai cái tuổi của hai mẹ con thôi. Tại vì hai mẹ con là đứng ra là cái gì mẹ đứng ra cái nhà chủ nhà. Đúng là khi mấy anh mà bên từ thiện mấy anh cắt thì mấy anh chỉ có giờ nào anh đem vô cắt mà không có coi tuổi con ngày, cái đó là một phần nào đó thôi. Nhưng mà nó lạ chỗ là nãy giờ bé Xuyến vô đây nè, bước vô là đốt nhang cho ba liền, rồi từ từ bắt đầu mới lấy hình đồ này nọ. Nãy giờ lấy mấy chiếc dép cũng tính là quánh chọi em Cường nữa đó cô chú anh chị. Thì chứ bây giờ không thấy mình thì cái phần này mình cũng không lý giải được. Thôi mấy mình ra trước đi, ở đây nãy giờ thấy ở vô nhà này làm như nó buồn bực, nó ấm ức làm sao đâu, cái dạ. Nóng nảy chị cũng vậy nè, chị cũng vậy, nó vô làm như nó ôi bức làm sao. Cửa sau chị chưa có làm bếp nữa đó, tôi lấy hàng về cho bà rồi đó. Vậy là để nhớ lúc mà đi làm bị ám ảnh, lúc đi làm bị áp lực công việc đồ này nọ của chú mày. Mày biết tiếng Anh, mày nói tiếng Anh nghe coi. Quan mồ hôi nhiều ta chân mồ hôi ra. Bác sĩ chứ kêu nói tiếng Anh đâu, bác sĩ. Quan chứ đừng chạy hả? Chắc cái sao ngồi đó nói chuyện với ngoại đi. Nói tiếng Anh ngoại nghe coi, cái này miếng giấy. Rồi miếng giấy nè. Con ngồi đó đi, con ngồi đó nói chuyện với ngoại. Ngoại nghe coi. Sao tự nhiên mà vô đây cái nó vô lấy hình. Ngoại nghe. Lấy hình lấy này kia bỏ ống trong heo đó đó, rồi lấy gù đồ. Ông Mai. Ông Mai hả? Đừng có lấy cái đồ đó đứt tay. Con heo. Con heo đất. Bỏ ống trong đây hả? Xuyến bỏ gì trong đó đâu, lấy chú coi coi. Mẹ mua cho con heo đất. Lũng đứt rồi. Đứt. Thôi. Vô đây ngồi. Không lấy mình ra trước đi, ở đây nó quậy quá. Lấy cái gòi đem mà tao coi tỉ, lấy gòi gai làm tao tỉ. Ở đây nó quậy chứ gì? Lấy cái gòi có gai đem mà tao. Đóng vô đây nó ngợp. Lấy cái gòi. Sao tự nhiên đập vậy? Con heo đất nó bỏ ba cái hình nữa tao không có. Dục đi. Em nó từ nó quen cái dưới cái nhà này mới được chứ. Mà vô đây. Ê cái sao gai gì? Nó sợ gai gai đó đó. Nó sợ cái gai này là thưa ngoại không. Nó gì là sợ cây gai nè ngoại. Đây nè, cái gai gai không luôn đó, thấy không? Quấn vô là cây gai là cây bằng gì ngoại? Gai bằng cây chanh. Cây chanh. Giống cái cây gì mà của Lô Mai. Giống cây của Tiêu Diện Đại Sĩ mà có cái cây có cái cây mà khí đó cô chú chị. Vậy là sợ rồi. Bởi tối mà nó kêu vô nhà này chị không dám nhắc nó vô, nó làm tao cũng khùng luôn. Làm không không sợ cũng sợ nữa. Sao? Nó vô, bước ra đây. Ngoại bước một cây đi ông ở luôn. Thấy không? Nhìn chú cầm cái cây này thấy ấn không? Sợ cây đó đụng với ai. Ôi cây này nó đâm cái là đau lắm. Bữa nay là sát sanh con heo rồi đó, biết không? Rồi đàng hoàng nha. Cụ bay cho tao một cái mà. Bữa nay tự nhiên vô đây cái... Bởi vì hôm nay mình phát hiện cái manh mối này nè. Trên ngoài kia nó cũng hiền, mấy anh em chia sẻ, ngồi tỉnh bơ cũng nói chuyện nè. Nè Xuyến nghe chú hỏi hổm gà có uống thuốc không? Dạ có uống thuốc chứ. Sao mà bữa nay vô đây mà quậy dữ vậy? Vô đây có bị không mà quậy dữ vậy? Dạ không quậy chứ. Sao mà vô đây mà quậy? Về gặp cái cây đó kìa, nó quậy dạ, nó không
quậy nữa. Quậy đi, quậy đó. Vô lưng mày. Bởi chiều đồ vô đây không có cho nó vô cuộc dây lại. Dắt chiều đồ vô hết. Vô đây là nó cúng là nó nhổ chân nhang cho nó quậy lắm. Đâu? Đi đâu? Chạy cái đường sau đó. Không ra đó được đâu kìa. Không ra đây được. Đây nè, kè bà ngoại cầm cây kìa. Thấy cái này không? Thấy cái này cái gì không? Này, ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống giường đi. Vô đây nó nãy giờ nó kiểu như nó chứng chứng lên không rồi cô chú chị. Bây giờ buồn bực hay sao? Không phải buồn bực. Vô đây nó hầm hì nó không hạt. Nó không hạt với cái nhà là sao? Chứ bây giờ nói chung anh em từ thiện cắt lên thì cũng bà con người ta cho mà mình đổi thừa phong thủy rồi này kia cũng tội nghiệp. Sợ nhà chị biết sao lúc chị cắt lên này kia cũng chào dẹp. Cũng có người chung với sàn chị không biết có để bùa nghiệp gì với không. Chung với sàn nha. Vì mình nhà từ thiện mà có gì đâu mà phải ghép nhau với vậy. Không có cái đó, gì không có tin, gì không có nghi. Ở cái nền nhà, cái nền này, ở dưới hầm, thì coi nào cũng vậy đó. Ở cho hầm nhắn xin đi. Ở hầm không có mặn ăn không có được. Không, hầm nói chung hầm bình thường thôi, chỉ sợ là cái hầm trâu thôi. Thì đó đây là cái gì, cái hầm làm gì? Hầm nuôi cái hầm. Ngồi ở đó cũng làm thầy pháp á. Ở quốc lũng địch, thủng lũng đất á. Rồi, rồi. Là bà ngoại liệu luôn. Làm có lợi nó lắm. Xin lỗi mẹ đi. Xin lỗi mẹ xuống. Đi. Xuống. Thì ngồi xuống đàn qua. Ta đang quay rồi bà làm. Ta đang quay. Ngồi buông nó ra đi. Đó, quậy đi bà ngoại quất một cây cái là biết quay sao quậy. Chùm mền rồi đó. Thiếu nữ chùm mền. Mình đã chỉ nói là hồi xưa ông nội làm thầy pháp là sao? Hồi đó ông làm thầy pháp, ông bắt ma bắt quỷ, ông nhốt vòng vòng này. Trời, ghê vậy. Rồi tới công chuyện nữa rồi. Nên là sao mà từ từ ra nhiều cái vấn đề mà ông nhốt con hủ quá. Dạ. Là hồi xưa ông nội cũng ngay nhà này luôn. Không phải bên kia. Rồi ông nhốt dưới đây hả sao? Ông có nhốt vòng vòng trong trong cục đất ổng nè. Thì công cục đất nè. Từ từ sau rồi em nói lên. Mà đất này là cũng đất của ông nội hồi trước rồi. Nói chung là trong vườn ổng có là ổng nhốt ổng giam giống như đi đem đi chôn vậy. Đâu có chỗ ở đâu rồi chú bển ông mới bán cho 2 triệu mới cắt này. Hổm sập hết rồi đến mấy anh em qua cho thấy tù nghiệp không có nhà nó làm cho mẹ con ở. Bây giờ muốn đi vô cái nhà này á, là phải đi lòn qua một cái bếp của cái nhà người khác. Nhà của con em. Dạ. Bây giờ mà cái kiểu nhà này nó giống như bích trước bích sau chưa nè. Trước vô đây nhà. Vô đây nó hầm lực nổi lắm. Nè nè cô chú chị gọi đây nè. Mình không phải là nói về phong thủy gì nhưng mà ở đây là trước cửa nhà đó là một cái toilet. Bức tường đó là toilet. Cái này là phòng toilet. Phòng toilet nè cô chú chị. Mà nãy chị nói là hồi xưa ông nội mà làm đại pháp mà kiểu như ma quỷ gì bắt gì mà nhốt gì mà nghe thấy ớn gì. Rồi sao giờ con thấy sao rồi Xuyến? Bình thường hả? Giờ không có đi, không có quậy, không có đập đồ nữa nghe không? Bây giờ sao mà ở đây nãy giờ nó cái kiểu như làm mình cũng ớn luôn rồi chú anh chị. Ừ. Quậy hết chỗ này chỗ kia rồi. Bây giờ mình nãy giờ ở đây mình thấy bé Xuyến nó khó chịu cho người sao? Bây giờ mình đi ra ngoài đi. Thì chứ ở đây ngồi mình can không nổi đâu á. Bởi vì ít có vô đây lắm, vô đây là làm không có lợi nó đâu. Vô đây Xuyến mạnh ghê trời. Can không nổi mà. Ừ. Trời tôi gì tôi ôm nó mà tôi gị không nổi. Thì đi ra trước con ơi. Thôi đi ra trước với mấy chú nha. Từ từ đi thôi. Thấy nó sợ. Mà ra ngoài cái là nó khỏe lại liền đó. Ở đây nè. Nhà cái nhà thì phải đi vô cái đường này của chú anh chị. Nhưng mà ở trong này thì hai mẹ con không có buôn bán được nên buộc lòng phải ra. Nhưng gì mỗi lần vô nhà đó sao là làm như nó bực bội trong người sao đó. Cái này thì cái đây được không? Cái đây nãy giờ thấy thoải mái chưa? Chưa đây chưa. Cái này với chú chút xíu thì gà đó mấy đứa nó quậy hồi. Cái này của ai nữa đây? Thấy hai gấu tôi để tôi phơi chị. Cái này của chị phơi luôn hả? Nó lấy dơ giặt khơi nè. Mấy là mấy gấu bông này bỏ tủ lạnh đó đúng không? Nè. Thôi bây giờ thì, chắc mình cũng để cho Xuyến nghỉ ngơi đi chứ nó kiểu này nó càng ấy mình không giúp gì được mất công kiểu như mệt chị nữa. Bà con thì mình chia sẻ lên bà con cũng biết rồi. Anh em cũng cố gắng quay những cái thước phim để mong có điều kiện để giúp đỡ cho hai mẹ con. Nhưng mà cái duyên mình tới đâu thì mình tính tới đó thôi. Đứng đây đi, đứng đây đi. Đứng đây đi. Ê, đừng hái bông ăn ạ. Nó ăn cái gì? Nó ăn đó. Ăn đó luôn hả chị? Ừ.
lá sung. Dạ thì hôm nay nè, lên chú lên đi thăm con. Này nè, nghe chú nói chuyện nè. Hôm nay chú lên cũng thay mặt cô chú anh chị là cô Nu ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cho con. Cũng gái làm gì trời? Đây giờ có thèm ăn gì không? Chú nè, nghe chú nói nè. Thì chú nói nè, giùm chú nè. Chị buông nó ra đi. Nó muốn quýnh tụi nó đó. Không. Thôi nè, thôi nha. Đừng có hái lá này à, không có được, cô ngoại. Ừ, nó xăm cái gì mà trên đây nhìn thấy luôn nè. Cho nó hình đó. Cho hái một lá đi. Đứt luôn rồi, nhổ luôn. Nhổ luôn rồi. Ôi. Nó mấy đứa nhỏ kìa. Nè, đây chú cho tiền mua bánh nè. Không mà chạy vòng vòng cái gì. Nè, đứng yên nè. Em tụi cái đi. Cô Nu gửi cho con 100 ngàn ăn bánh nhưng mà chú cho con 200 luôn nha. Cảm ơn. Phần của cô Nu. Ừ. Biết tiền không? Chứ ở đây quậy hồi mấy chú xỉu luôn á. Thôi, bây giờ ra trên nhà trước nha. Rồi dắt bé ra nhà trước đi. Ở đây nó quậy quá quậy rồi. Cho nó nghỉ mà chứ. Cho nó nghỉ. Thì chào tạm biệt. Ê chưa lấy mic lấy. Cho em nó nghỉ mà chút xíu đi rồi. Dạ kính thưa cô chú anh chị thì nãy giờ thì một phen hú vía hết dễ bé Xiến, hai mẹ con mẹ giá con coi. Tới đây thì em Hồng Cao Vlog cũng như Mr. Nhật xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo. Cũng hy vọng cái đoạn clip này sẽ được nhiều cô chú anh chị hưởng ứng chia sẻ để mong có một cái chút gì đó để giúp đưa bé đi điều trị. Dạ bây giờ xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị. Dạ chào cô chú anh chị.